Năm vị thế tử đang gây bão Trung Quốc là ai? Liệu thật sự có việc thần nhập vào tượng như đồn đoán? Những ngày qua tại Phúc Kiến, Trung Quốc đang vô cùng nhộn nhịp nhiều hình ảnh của lễ hội du thần, có nghĩa là thần thánh đi tuần du nhân gian. Tương truyền họ là những vị thần ở trên trời, ai cũng có tài năng và phép thuật riêng mang đến bình an, phúc lành cho dân chúng. Vốn dĩ lễ hội du thần là lễ hội tâm linh đã có từ lâu đời của Trung Quốc. Mỗi năm vào dịp đầu xuân, các thần linh sẽ nhập vào những bức tượng này rồi cùng nhau du ngoạn nhân gian. Trong số các vị thần thì các vị thế tử là những người được chú ý hơn cả. Có thể kể đến Hoa Quang Đại Thế Tử, Kim Long Thế Tử, anh em nhà Trương Đại Thế Tử và Trương Nhị Thế Tử. Tuy nhiên, lễ hội năm nay được chú ý hơn cả bởi một nhân vật được gọi là Triệu Thế Tử. Ngài vốn là người có ngoại hình xuất chúng, tuy nhiên lại hướng nội, rất ít ra ngoài, rất khó để thỉnh mời ngài xuống trần du xuân. Năm nay ngài mới xuất đầu lộ diện. Trong lễ hội năm nay, có những khoảnh khắc người dân đã thực sự quay được cảnh Triệu Thế Tử trước mắt, hay giận dỗi khi có người cosplay mình và ngông nghênh đi trước, hưởng hết hương phúc của ngài. Được biết, những bức tượng thần này năm nào cũng được người dân làm mới. Bên trong có một bộ khung và có người điều khiển. Vốn bộ khung sẽ thường nặng khoảng 25kg, thêm các phụ kiện nữa có khi lên đến 40 cân. Do trọng lượng nặng, những người hỗ trợ bên trong phải tập luyện rất lâu để có thể điều khiển tượng một cách thần thái nhất. Tuy nhiên, do quá nặng nên để có thể đi lướt nhẹ nhàng, thường phải có linh của thần nhập vào. Bởi vậy, khi nhìn vào những vị thần này, nhiều người họ tin rằng những bức tượng có linh khí, biểu cảm và tin rằng các thần thật sự đang ngự bên trong. Được biết, trong quá trình sản xuất, các tượng đều bị bịt mắt bằng vải đỏ, tránh cho ma quỷ nhập vào. Mãi đến khi lễ hội chính thức diễn ra, các bức tượng sẽ được khai quang, điểm nhãn và dán bùa, sau đó mới có thể mở mắt ra và nhìn ngắm nhân gian. Lễ hội đã kết thúc, nhưng hình ảnh của các vị thần vẫn còn in đậm trong tâm trí của người dân, cùng với đức tin về sự bảo hộ cho một năm mới chủ phú, êm ấm. Bạn nghĩ sao về lễ hội này? Có tin vào khoảnh khắc chớp mắt của Triệu Thế Tử hay không? Chia sẻ cùng Tin Nhanh 24 giờ online, cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để khám phá những câu chuyện kỳ thú.